Tết là khoảng lặng để mỗi gia đình đoàn viên ấm áp sau cả một năm bận rộn với những lo toan thường nhật. Rất nhiều hoạt động thiện nguyện cũng được tổ chức dịp này với mong muốn sẻ chia khó khăn với những mảnh đời kém may mắn. Đã là năm thứ 9, thầy và trò trường Đại học Đại Nam tự tay gói bánh chưng để trao tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người khuyết tật. Bánh gói còn chưa đẹp, động tác nhóm lửa còn vụng về, nhưng gói ghém trong đó tấm lòng của các bạn trẻ. Chúng em cảm thấy rất là hạnh phúc, ấm áp vì đã góp một phần nào đó đến cái Tết cho mọi người cảm giác được trọn vẹn hơn và hạnh phúc hơn ạ. Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hôm nay là một ngày vui với gần 100 thương bệnh binh và các cán bộ chăm sóc tại đây. Những cái món quà về tinh thần, về vật chất và đặc biệt bánh chưng Tết và những phần quà khác đã góp phần cho các bác thương binh vơi đi một phần những đau đớn của vết thương, góp phần cho các bác ấm lòng hơn, thấy mình sống có ý nghĩa và tươi trẻ hơn. Điều đáng tự hào là 8 năm qua, chương trình Tấm Bánh Nghĩa Tình đã không chỉ lan tỏa đến các thế hệ sinh viên Đại Nam mà còn ra cả nước. Giá trị của tấm bánh thì không lớn, nhưng đây là cơ hội để thế hệ trẻ tỏ lòng biết ơn đến những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc và cũng là chia sẻ cái tình cảm yêu thương đến với những cái mảnh đời bất hạnh. Những bệnh nhân ung thư, gia đình neo đơn hay những người già không nơi nương tựa chắc chắn sẽ thấy ấm lòng hơn khi đón nhận tình cảm yêu thương, sẻ chia của các bạn trẻ. Tết đã đến với họ bằng những tấm bánh chưng xanh và mảnh chân ấm như thế này.